Chào chị. Vâng. Rồi. À, bác đội mấy? Sao anh? Bác ở đội mấy? Chúng tôi là đội cảnh sát giao thông số 1. Số 1 à? Vâng. Có gì nhỉ? Ok. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ anh kiểm tra đi. Em không mang giấy tờ anh ạ. Không mang giấy tờ. Bây giờ không có giấy phép á? Không, không mang giấy phép. Để quên nhà rồi. Nhà anh ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Không có một loại giấy tờ gì? Không, em không có giấy tờ gì. Thế thì anh em đành phải giữ xe anh thôi. Ờ vâng. Thế thì được. Đây bác. Mời anh về làm việc đi. Vâng. Anh có căn cước công dân đây không? À không anh ạ, em không có giấy tờ gì hết. Ừ, thế mời anh về đây. Vâng. Không có một loại giấy tờ gì. Vâng. Bác tên gì nhỉ? Đây, tên tôi đây. Cùng Khánh Duy. Khương Duy. À, Khương Duy, 322-133. Ừ. Ok bác. Chào đồng chí nhé. Vâng. Ai làm việc với em nhỉ? Đây. Đây à? Được. Xong chưa bác ơi? Bao nhiêu bác? Tốc độ của em bao nhiêu đấy? Tôi thông báo với anh lúc anh ngồi trên xe rồi. 86/80, anh quay phim lúc đấy thôi mà, đúng không? À vâng. Ừ. Rồi ok xin bác. Xin nhớ kém đấy. Bác ơi cho em xem cái hình ảnh. Bác lấy cái hình ảnh ở trên máy bán tốc độ về em xem. Em không xem trên này đâu. Nhiều vụ điện thoại em không xem. Với cái chuyên đề của bác ngày hôm nay, bác công tác ở đây, bác mà kiểm tra những gì ở đây cho em xin luôn. Ok bác nhé. Chúng tôi nói với anh này, cái đấy vâng. Tất cả những chuyên đề kế hoạch là chúng tôi được niêm yết công khai tại trụ sở. Rồi, bác để em trên cổng thông tin tỉnh Hòa Bình. Có đúng không? Rồi ok bác, em tắt em coi cái nhé. Ok bác.